Cũng hay, nhưng mà mới hay hơn, ok chưa? Có một lần đang chơi LOL, chơi được một nửa bỗng nhớ ra bạn gái còn đang chờ mình dưới mưa, lập tức tự tát mình một cái thật kêu, không thể chấp nhận được chơi game mà dám phân tâm. Thằng nào đấy? Ủa, được chiến thế nhờ? Ơi, có gì cứu không? Heal cho tao cái. Chó đóng tên này đi gần mà cầm trừng phạt với heal đi. Cái mẹ. Ăn đi. Cầm flash là cái gì không biết nữa. Chịu vậy ta. Và nó tập trung quá. Tắm 3 lần một vòng xong luôn rồi đó. Trung quá. Ôi, xuống chưa? Pha đó lỗi tôi, sorry ông nhé. Chúc ông lên clip vui vẻ nhé, mặt cười. Trời ơi, tao nhức đầu quá, tao chóng mặt quá. Cường kim cương hay cường cao thủ hơn à? Rùng ngại tại quýu quá giờ. Đỡ giùm cái rờ, đỡ giùm cái rờ. Ừ. Cương hay cao thủ không quan trọng, vì tôi ở đây là để xem liên minh đỉnh cao từ những pha tấu hài của anh Musk Rank nào ổng trả tấu hài được. Phải không? Có mới nói nghe. Yeah, sao mà đánh lại đánh rộng? Ê, tao gán tao kết pha này chưa? Đố anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Ui cái gì đây? Ôi 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 ôi. Sao lại là vào Lulu ta? Có nhầm không vậy?
Ơi ba con luôn được kìa. Tao về, tao le. Cũng hay, nhưng mà mới hay hơn, ok chưa? Dí nỉ sàm quần thiệt chứ. Ứng thấp thấp thôi là ngon rồi. Gì kìa. Gì nữa kìa. Chết tao luôn rồi kìa. Cắp gầm luôn. Cuộc sống đau lương trước điều gì? Nếu có thể đến rồi đi. Cái lô đúng rồi ta. Trời, không lên hàng đi, còn đi ăn gồng nữa. Trời ơi, em nó căng. Má ơi. Em dám thở luôn á trời.